Rồi chào mọi người nha Tỷ lệ khung hình Còn được gọi là tỷ lệ hình ảnh Thể hiện tỷ lệ của chiều rộng và chiều cao của một khung hình, hình có dạng hình vuông hoặc hình chữ nhật Thông thường tỷ lệ khung hình được viết dưới dạng hai chữ số ngăn cách nhau bởi dấu 2 chấm X 2 chấm Y Trong đó X đại diện cho chiều rộng Y đại diện cho chiều cao của khung hình và chúng thường được đo bằng đơn vị pixel. Chẳng hạn khung hình tivi có tỷ lệ 169, mọi người có thể hiểu khung hình đó là dạng hình chữ nhật với chiều rộng tivi là 16 đơn vị và chiều cao là 9 đơn vị. Ngày nay các cái tỷ lệ khung hình thường được phổ biến như 169, 43 được áp dụng trên nhiều thiết bị như màn hình máy tính, màn hình tivi, tranh, ảnh, theo xu hướng hiện nay, các nhà sản xuất công nghệ không ngừng cho ra mắt ngày càng nhiều tỷ lệ khung hình khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu và trải nghiệm tốt nhất của khách hàng. Một số tỷ lệ khung hình phổ biến hiện nay như tỷ lệ khung hình 4:3 được sử dụng phổ biến trên các màn hình máy tính, phù hợp làm việc văn phòng hoặc dùng cho truyền hình tiêu chuẩn máy quay phim. Tuy nhiên, với sự ra đời của tỷ lệ 16:9, xu hướng sử dụng màn hình rộng ngày càng nhiều người dùng tỷ lệ khung hình 43 cũng hạn chế hơn, không được phổ biến như trước đây. Mặc dù vậy, nếu so với các tỷ lệ khác thì có thể nói tỷ lệ khung hình 169 và à, 43 là hai tỷ lệ phổ biến nhất vẫn được dùng trên thế giới cho truyền hình độ nét cao và truyền hình kỹ thuật số châu Âu. Tỷ lệ khung hình 169 là tỷ lệ chuẩn quốc tế phổ biến nhất trên các thiết bị công nghệ màn hình hiện nay như điện thoại, tivi, màn hình led màn hình quảng cáo và được sử dụng làm tỷ lệ chuẩn của các video trên YouTube. Điểm nổi bật của khung hình tỷ lệ 169 là cho phép hình ảnh video được hiển thị sắc nét, trọn vẹn màn hình và làm mất đi những đường viền đen nâng cấp hơn không như các khung hình khác. Các loại màn hình có độ phân giải phổ biến hiện nay như HD, Full HD đều có tỷ lệ chuẩn là 169, mở rộng hơn với tỷ lệ 179 ở màn hình độ phân giải 4K tỷ lệ khung hình có thể tính bằng phép chia nhờ vào thông số độ phân giải màn hình. Ví dụ, màn hình có độ phân giải là 1920 x 1080 pixel thì tỷ lệ khung hình được tính ra là 169. Tỷ lệ khung hình 1610 hiển thị hình ảnh ở màn ảnh rộng, tròn vẹn và rõ nét. Tỷ lệ này được ứng dụng nhiều trong các dòng TV LCD plasma cỡ lớn hay những màn hình máy tính laptop dùng để chơi game. Tỷ lệ khung hình 189 với tỷ lệ khung hình 189 thường được ứng dụng trong các cái sản phẩm điện thoại cao cấp làm tăng khả năng giá trị thẩm mỹ khi kích thước màn lớn nhưng vẫn giữ được kết cấu tổng thể trở nên gọn gàng và tiện lợi hơn. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe mình chia sẻ. Hẹn gặp mọi người vào video tiếp theo. Chào mọi người.